Chào mừng các bạn trở lại với kênh tin tức trong ngày 24/7. Hãy like và subscribe để theo dõi tin tức trong ngày. Sau đây là phần tin tức. Rắn lục đuôi đỏ xuất hiện cắn người ở miền Tây. Khi đang đi chơi cùng bạn bè gần bờ sông, bé trai 8 tuổi ở Bến Tre bị rắn lục đuôi đỏ cắn vào bàn tay. Trước đó ở Tiền Giang cũng có 2 trường hợp bị loài rắn này cắn. Ngày 10 tháng 8, bác sĩ chuyên khoa 2 Võ Hữu Đức, trưởng khoa hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang cho biết, sau khi truyền huyết thanh chống nọc rắn lục đuôi đỏ, bệnh nhi Lâm Chí Kiệt, 8 tuổi, ngụ tại ấp 3 xã Long Hòa, Bình Đại, Bến Tre, đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục tốt. Trước đó, sáng ngày 8 tháng 8, người nhà đưa em Kiệt nhập viện trong tình trạng chóng mặt, buồn nôn, lo lắng với vết thương sưng to, chảy máu ở mu bàn tay phải. Bác sĩ kiểm tra thấy 2 dấu răng nanh rắn cắt nhau 1 cm, xung quanh có các vết răng nhỏ gây chảy xước. Theo chị Nguyễn Ngọc Trang, 36 tuổi, mẹ Kiệt, chiều ngày 7 tháng 7, Kiệt ra bờ sông chơi cùng bạn. Khi đi ngang qua vườn rau ven đường, bất ngờ em bị rắn cắn ở mu bàn tay phải. Các thanh niên trong ấp phát hiện vụ việc, chạy ra đánh chết con rắn. Chị Ngọc sau đó đưa em Kiệt sang ấp Long Định kế bên nhờ thầy thuốc đông y lấy nọc rắn. Nhưng hôm sau vết thương vẫn sưng to nên gia đình chuyển em đến bệnh viện cấp cứu. Bệnh viện đã truyền huyết thanh chống nọc rắn lục đuôi đỏ để cấp cứu cho bệnh nhi. Trước đó tại đây cũng tiếp nhận 2 bệnh nhân bị rắn lục đuôi đỏ cắn, bác sĩ Đức cho biết. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.